Wow. Nó cắp được cái hạt nhãn hay gì này, đang mang nó khoe này các bạn này. Không ăn được đâu, cái hạt này làm sao mà ăn được. Bỏ đi. À đó, đó nó bắt được cái con gì bé xíu xíu luôn. Cá sấu mà kêu giống ếch nhái không các bạn? Nếu mà chưa nghe cá sấu kêu bao giờ, chẳng hạn đi ở gần những cái mương máng mà thấy cá sấu con kêu thì nhiều khi tưởng là tiếng kiểu như là tiếng rắn cắp nhái đó. Đó, nghe như là tiếng rắn cắp nhái luôn ạ. Vợ chồng nhà bò cặp lửa đang kết hợp để săn dế các bạn ơi. Đó, đôi vợ chồng nhà bò cặp lửa. Bên ngôi nhà là một cành củi khô. Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất là vui khi các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Bây giờ là mình đang cho chú ếch vàng của chúng ta ăn đây các bạn ơi. Đó, một nửa con tôm cắt nhỏ thì cho một vài thành viên của chúng ta ăn các bạn nhé. Ưu tiên là chú ếch vàng bé xíu này ăn trước. Vậy các bạn thấy chưa, loài ếch này thì nó cực kỳ ham ăn đó các bạn. Cho nên là bạn nào mà nuôi ếch này thì cũng chú ý, bởi vì cứ thích cho nó ăn thì nó ăn không biết no đâu các bạn, thì lại rất dễ gây tác dụng ngược. Tức là nó ăn đến nỗi mà kiểu không tiêu hóa hết, bị sinh bụng đó các bạn. Nên là các bạn cho ăn vừa phải thôi nhé. Đó, cắp cả cái que gắp luôn các bạn ơi. Bây giờ thì đến lượt cho ba ba của chúng ta ăn các bạn ơi. Đó, chỉ một nửa con tôm thôi là đủ cho ếch, ba ba và cá sấu. Đó, anh cá sấu thì to nhất thì bớt lại 2 miếng cho anh cá sấu này. Đó, còn vừa rồi thì ếch ăn được 3-4 miếng rồi. Bây giờ đến lượt ba ba. Đó, người thấy mùi tôm rồi đó các bạn ơi. Đó, một em đã sơ được một miếng tôm rất là ngon lành rồi. Còn em kia thì vẫn cứ bơi lung tung. Đó, vẫn còn 3 miếng tôm nữa. Chia đều thì mỗi em ba ba của chúng ta sẽ được 2 miếng các bạn nhé. Đó, anh này thì được cái há mồm chờ súng dụng rất là nhanh. Nhưng mà nhiều khi đút vào mồm thì lại vảy ra. Đó, có cái tính xấu là rất hay nhè ra. Nào, đó, nhìn thấy mồi thì há mồm ra ngay, đớp ngay. Nhưng mà đớp xong rồi thì đớp 10 thì có khi chỉ nuốt được 1-2 lần thôi, còn đâu là lại vảy ra các bạn ơi. Nào làm miếng tôm nào lắc à. Đâu rồi, lại rơi rồi đúng không? Đúng thật. Nào há to ra. Đó, thả hẳn vào mồm như sung dụng mà không biết có nuốt được không đây. Cá sấu mà kêu giống ếch nhái không các bạn? Nếu mà chưa nghe cá sấu kêu bao giờ, chẳng hạn đi ở gần những cái mương máng mà thấy cá sấu con kêu thì nhiều khi tưởng là tiếng kiểu như là tiếng rắn cắp nhái đó. Đó, nghe như là tiếng rắn cắp nhái luôn ạ. Cá sấu con, cá sấu con mà kêu rất là hay. Có một nửa con tôm mà cá sấu rồi thì ếch rồi thì ba ba ăn không hết. Bây giờ thì cho bìm bịp thôi. Bìm bịp thì 10 tôm cũng hết chứ không phải nửa tôm các bạn ơi. Đó, bìm bịp của chúng ta đây các bạn ơi. Ba em bìm bịp trông đã
khá là oách vậy đó. Đó. Thôi đi ra đây chơi tí nha. Mình sẽ mở cho nó ra nó chơi một chút các bạn nhé. Cũng lâu lâu rồi không cho nó ra ngoài. Nó lên đây. Bíp bíp. Bíp bíp. Nào. Bíp bíp. Xếp hàng ở đây. Đó. Đó, cho ra chơi một chút các bạn ơi. Đó. Trông cũng lông lá cũng vẫn tươi tốt óng mượt đó chứ các bạn. Bởi vì mình thường là mình cho ăn chủ yếu là đồ tươi thôi. Đồ tươi cũng dễ kiếm nên là mình đa số mình cho ăn đồ tươi thôi. Bí lắm thì mới cho ăn cám thôi. Píp. 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 Nào đi nào, đi chơi nào. Píp. 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 Nó mà ra là nó lại đi lung tung, nó bắt thạch sùng rồi các thứ đó các bạn. Những con côn trùng nhỏ nữa. Píp. Ngoan, còn em nữa đâu. Chơi lát rồi lại vào chuồng nha, không đi lung tung nha. Wow. Nó cắp được cái hạt nhãn hay gì này. Đang mang nó khoe này các bạn này. Không ăn được đâu. Cái hạt này làm sao mà ăn được. Bỏ đi. À đó. Đó, nó bắt được cái con gì bé xíu xíu đó. Như vậy là vừa cho ăn mà vừa quay cho các bạn xem một vài thành viên cũ. Thì bây giờ mới đến lượt giới thiệu thành viên mới với các bạn đây. Đó, hai thành viên mới của chúng ta thì ở trong một cái hộp nhỏ bé này các bạn ơi. Bây giờ thì sẽ mở hộp cho các bạn xem đó là con gì nhé. Đó, các bạn đã nhìn thấy chưa? Hai chú bò cạp lửa các bạn nhé. Wow. Đó, bò cạp lửa này thì nó có kích thước khá là nhỏ so với loài bò cạp đen các bạn ơi. Chắc chỉ bằng cỡ 1/4, 1/5. Wow, bìm bìm nó vào. Wow. Chết rồi. Đi chơi đi, đi chơi đi. Không ăn mất bò cạp của anh bây giờ. Đó, bìm bìm mà nó vào đây thì thôi. Sơ sẩy là nó... đi 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 đi. Sơ sẩy nó chén luôn bò cạp đó các bạn ơi. Đi bắt thạch sùng đi. Bò cạp lửa này thì nó thích bám vào những cái củi khô hay là tre củi khô đó các bạn. Đó. Khi mà nuôi thì phải kiếm cho nó một cái mảnh tre hoặc là một cái cành cây khô như thế này để cho nó bám vào. Bây giờ chúng ta sẽ thả dế vào các bạn nhé. Đó. Chúng ta sẽ thả dế vào và chờ đợi bò cạp nó săn dế các bạn nhé. Đó các bạn thấy không? Vừa thả dế vào cái thì bò cạp nó đã bò ra và bắt đầu dùng cái đôi càng của nó để cặp chặt con dế rồi các bạn ơi. Đó, kích thước thì có khi nhỏ hơn cả dế nhưng mà vì nó là loài săn mồi mà nên là con mồi bao giờ thì kể cả to lớn hơn thì cũng luôn luôn là thua cuộc thôi. À đây, một con nữa có vẻ là cũng đã đánh hơi thấy mồi, cũng đang từ nơi trú ẩn bò ra rồi. Đôi vợ chồng này khả năng là song kiếm hợp bích để mà hạ gục cái con dế này rồi các bạn ơi. Đó, nó cũng bò ra và mon men lại gần hỗ trợ vợ hoặc là chồng nó rồi đó các bạn. Đó, mặc dù là dế cũng có cái hàm răng rất là khỏe rồi thì có hai cái chân sau có lực đạp cũng rất là mạnh nhưng mà có vẻ là không thấy phản ứng gì cả.
Mình vừa rồi thì mình cũng chưa quan sát kịp, không biết là bò cạp nó đã tiêm cái nọc vào dế chưa, nhưng mà thấy dế thì cứ nằm im chịu trận thôi các bạn ơi. Chỉ với một con dế như vậy thì đôi vợ chồng nhà bò cạp này đã có thể có một bữa ăn rất là thịnh soạn nha các bạn. Bò cạp lửa này thì nó cũng chủ yếu là ăn những con côn trùng nhỏ như là dế hay là sâu nhỏ thôi các bạn. Và loài này thì nó cũng có nọc độc nhưng mà không gây nguy hiểm cho con người các bạn nhé. Cái lượng nọc độc của nó thì chỉ đủ để mà dùng làm công cụ săn mồi của nó thôi, làm tê liệt những cái con mồi nhỏ thôi. Còn đối với con người chúng ta thì nó đốt thì cũng đau nhưng mà sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng các bạn nhé. Đó, con dế có vẻ là đã bị hạ gục rồi đó các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì để cho vợ chồng nhà bò cạp tự nhiên thưởng thức bữa ăn. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào.